Chỗ số 8 là cho 5 hỗn hợp. Rồi răng nữa. Mỗi hỗn hợp gồm 2 chất rắn. Còn số 1 bằng nhau. Ờ. Magie và F2S43. Ừ. CU và FeCl3. Bari và AlCl3. Ừ. Sắt và sắt FeNO3. Ừ. Magie và nhu. Ừ. Số hợp khi hòa tan trong nước tạo hình dung dịch. Rồi bây giờ muốn biết làm sao thì sao? Viết trình ra thôi. Có cái đầu tiên này. Cái có cái đầu tiên viết chưa mà có cái đầu tiên. Đúng rồi. Chắc không đó. Bây giờ magie cộng Fe2 4 3 lần ra gì? Magie là F4. Sai rồi bé. Magie Nam mới nói đúng. Đó hiểu rồi. Là ra mai nhé là 4 và gì? F2S4 cân bằng chưa? Chưa. Sẽ cân bằng. Có số mol bằng nhau. Số mol 2 thì vẫn bằng nhau chưa? Bằng nhau thì tính là không? Mai nhé hết. Thằng này cũng hết. Vậy trong trường hợp này có hòa tan tạo thành một dung dịch không? Có. Chuyển chuyển thành muối trơn. Và các muối đó đều tan trong nước. Và trường hợp đầu tiên có. Trường hợp thứ nhì, CU với FeCl3. Gì thôi? Chắc gì? CU tác dụng FeCl3 là ra CuCl2. Cộng FeCl2. Nhưng mà nó chưa cân bằng. Con viết mà con cân bằng chưa? Trong cái phản ứng thứ nhì này là ai hết? Trong phản ứng thứ nhì này là ai hết nha? Hết. Thì không? Đúng rồi. Qua sắt mà 1 mol thì CU dùng mới có 1 nửa à. Sắt mà 1 FeCl3 mà 1 mol thì đồng mới dùng có 1 nửa ấy mấy. Đồng dư. Mà đồng là chất rắn không tan trong nước. Cho nên trường hợp này không thỏa. À, trường hợp thứ 3. Không thỏa. Cái gì mà chưa không thỏa liền nữa. Bari là cho vô nước là thành gì đây? BaOH 2 lần là 1 mol nè. Đúng không? Đúng rồi. Rồi, sau đó làm sao nữa? Cộng AlCl3. Ừ, BaOH 2 lần cộng AlCl3 đọc phương trình que nè. BaAlO2 cộng nước. Làm gì có BaAlO2? Không có. Làm gì có BaCl2? Ủa? AL mà đúng không? BaOH 2 lần cộng AlCl3. BA BaAlO2. Chưa. BaCl2. Chị cộng AlOH 3 lần. Sao cái đấy em nói cô? Lừa em mà đơn giản đấy. Đầu tiên phải ra BaCl2 để chứ. Sau đó BaO 2 lần mới hòa tan tiếp cái AlOH 3 lần chứ. Người ta nói theo đà, cái xong cũng theo đà cô luôn. Ha? Sung sướng quá ha. Rồi trong cái phản ứng đi là ai hết? BaOH 2 lần hết là AlCl3 hết. Hả? Này bài này mà mình không viết là mình không có nhẩm được đâu ha. Nói chung là cô yêu cầu thì em viết nha. Viết ra. Viết ra là mới biết được. Rồi, BaOH 2 lần với AlCl3 là ai hết đây? Trời ơi, nãy giờ nó nói nó không biết gì trơn nè. Vậy cái gì ta? BaOH 2 hết. Ừ, BaOH 2 lần hết, duyệt. Vậy còn AlCl3? AlCl3 dư nhưng mà hát là muối cũng tan trong nước luôn. Nhưng mà lại tạo ra AlOH 3 lần không ta? Trên trường hợp đi. Không duyệt. Không duyệt. Ừ, tiếp tục sắt với FeNO3 3 lần. Không duyệt nha. Viễn đâu tan hết đâu. Ừ, họ yêu cầu tan hết tạo thành dịch mà. Sắt cộng FeNO3 tất cả 3 lần đó gì? FeNO3 2 lần là cái gì ta? Rồi, cho phần này ai hết?
Vĩ đại. Em nhẩm mới ghi. À hết rồi. Cô viết và cô chờ tụi em lâu lắm rồi mà tụi em chưa xong. Trong trường hợp thứ tư. Hả, vậy sát dư đúng không? Ờ, à, không được luôn. Trường hợp cuối cùng. Được chứ, được. Natri với nhôm là được á, natri cộng với nước là ra cái gì cha? Dạ, ừ. Cũng tỷ lệ 1:1 luôn. Là được luôn, nào H cộng L cộng với nước cho đá gì vậy? NaLO2 cộng hydro. Như vậy là có tất cả là mấy trường hợp được? Hai trường hợp chứ mấy? Phân luôn. Phân luôn. Phân chưa? Rồi. Chưa. Câu số 9. Cho các nhận định được có bao nhiêu nhận định đúng nha. Ở điều kiện thường anili là chất lỏng. Đúng. Đúng, hay là chất lỏng. Đúng không? Đúng không? Đúng mà. Lưu ý nha, tụi con nhìn cái đường ăn mình màu trắng là không phải đâu nghe. Giống nhiều cái tụ tập với nhau nên mới ra màu trắng chứ. Con lấy một hạt đường con để xuống dưới sàn thử con nhìn xem đi. Nó không màu nha. Không màu nha. Dung dịch axit acrylic làm hồng dung dịch phenolphthalein. Axit làm ra ngoài làm phenolphthalein hóa hồng được. Sai. Lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng. Đúng. Đúng. Khi dung dịch phenol làm đổi màu quy tín. Sai. Phenol đâu làm đổi màu quy tín đâu. Phenol hóa hồng toàn chi oli thu được chi băng tin đúng. Sai. Thu được chi sterin. Yeah. Cái số 7 là tinh bột là đồng phân của cellulose đúng không? Đấy. Sao 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 sao? Không đúng, tinh bột đâu phải. Không phải đồng phân. Không, không phải nha. Dạ. Rồi ba đáp án thôi. Ba cái đúng, 1 2 3. Rồi câu 70. Thiệt sự luôn á. Có 70 là hắn cũng yêu cầu sao số phát biểu đúng à? Dạ. Rồi. Có 70 nha. Cho dung dịch AgNO3 dư và dung dịch FeCl2 xong rồi thu được hai chất tiếp tủa. Bây giờ phải viết thôi. Câu này là chắc chắn đúng rồi nè. Câu A là chắc chắn đúng rồi nè. Vì đâu? AgNO3 tác dụng với FeCl3 là do ra cái gì? AgNO2. Tác dụng với FeCl2 là do ra cái gì? AgCl là cái tủa là 1 nè. Cộng với FeNO3 2 lần đúng không? Rồi sau đó là FeNO3 2 lần cộng tiếp với ai? AgNO3. Cho ra cái gì? FeNO3. Ừ, FeNO3 3 lần với lại AG. AG như vậy là mình có hai cái tủa chưa? Rồi cô A đúng rồi. Bây giờ cô B làm sao đây? Cô B là cho CU có thể tác dụng được với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2O4 lỏng đúng không? Đúng nha. Đồng có tác dụng với H cộng cộng NO3 trừ. Axit H2O4 lỏng là cung cấp H cộng. NaNO3 là cung cấp NO3 trừ. Vậy cho ra gì? CU2 cộng cộng NO cộng gì? Nước. Vậy mà cũng sai. Cô C, cô không cân bằng thôi. Bây giờ cho hỗn hợp CU và F3O4 có số mol bằng nhau tan hết trong nước đúng hay sai? Hai niệm có cái mô tan được trong nước hết trơn. Dạ, không nói tới dụng với ai. Cô C chẳng có cái mô tan được trong nước hết. Bây giờ cho CU và FeCl3 dư nha. Là thu được hai muối, CU cộng FeCl3 dư cho ra cái gì đây? CuCl2 cộng FeCl2. Cô xin thông báo là khi làm cái câu này rất nhiều bạn sai. Có dư. Ngoài CuCl2 và FeCl2 còn có FeCl3 dư nữa. Ba muối nữa. Cô D. À cô D rồi. Hả? Cô E. Cô E là cái gì? Đúng rồi.
3 phần ngò nhân nước dư. Ờ, của E là đúng á. Đầu tiên là Na2O, Na2O cộng với nước là gì? NaOH là cái ni 1 là NaOH là 2, sau đó NaOH tác dụng với Al theo tỷ lệ gì? 1:1. Tức là hắn là 2:2 với nhau á. Là ra cái gì ta? NaLO2 cộng gì? Hydro. Tỷ lệ chúng nó 2:2 hết. Cuối cùng cho bari dư vào Al2O4 3 lần sao vẫn thu được hai cái tủa? Đúng. Rất tiếc là Huy lần này Huy sai, Huy Nam sai. Ủa? Bây giờ bari. Bari dư nha. Ra BaOH. Ừ, ra BaOH 2 lần nha, không có BaOH rồi. Ra một cái tủa thôi. Ra một cái tủa thôi. BaOH 2 lần mà dư á là nó tác dụng với Al2SO4 3 lần là ra cái gì? Đầu tiên là ra BaSO4 cái tủa nè. AlOH 3 lần nè. Rồi AlOH 3 lần tác dụng tiếp với Ba. Ừ. Là ra cái gì? BaAlO2. Không có BaAlO2. Không có BaAlO2 đấy. BaAlO2 tất cả 2 lần. Nãy bị một lần bài kia rồi mà bài này cũng bị nhầm. Như vậy là trường hợp này chỉ có một cái tủa thôi. Dạ. Như vậy là mình có mấy cái đúng ta? 3 cái đúng. Thấy? 3 cái đúng. Ừ. Ở đang 3 cái đúng được. 3 cái hả? À cái B đúng nè. Ờ cô chưa quấn nè. Cái B đúng với là cái mấy đúng? Cái 1. Cái E đúng? 1 đúng. 1. A, B, E. Vậy là 3 cái. Có đó bác. Con bị con 71. Con thì 71 cũng đi. Ở cái nào có chứa nhóm NHCO? NHCO. Ừ. Nilon 66. Nilon 66. Protein. Protein.